chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về thời điểm vàng phát tài cực mạnh đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Gặp may liên tiếp, rất dễ trúng số, gánh lộc về nhà, tiền vàng nhét chật két, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, cuối năm ăn Tết linh đình. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh 1975 thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi có đôi lời gửi đến tuổi Ất Mão sinh 1975. Trong cuộc sống, khả năng chịu đựng áp lực là một kỹ năng quan trọng, nhưng cũng đừng quên rằng việc này có thể khiến ta cảm thấy mệt mỏi, đôi khi cần phải biết buông bỏ, biết thản nhiên và bình lặng trước mọi thách thức. Chúng ta không thể kiểm soát tất cả mọi điều, nhưng có thể kiểm soát cách ta đối phó với chúng. Hãy đối diện với mọi tình huống một cách bình thản, không oán trách, không buồn bã, không than thở và không trách phận. Đừng quá mải mê suy nghĩ về quá khứ và những lỗi lầm đã xảy ra. Quan trọng hơn là học từ chúng và tiến lên với niềm tin và sự quyết tâm. Cuộc sống luôn đầy bất ngờ và thách thức, nhưng đó cũng là điều làm cuộc sống trở nên thú vị và đáng sống. Hãy luôn lạc quan và tìm kiếm những hy vọng dù là nhỏ nhất để tiếp tục bước đi trong hành trình của mình. Dù gặp phải thất bại, đừng bao giờ sợ hãi thử thách mới. Hãy kiên nhẫn và cố gắng. Nếu không thành công, hãy nhớ rằng đây chỉ là bước đệm để ta học hỏi và tiến xa hơn trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ và luận giải về tử vi của người tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 10 âm lịch 2024. Chúng tôi sẽ giúp quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần tránh được ba hiểm họa này, quý bản mệnh sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ và đổi đời thành công. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Ất Mão có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc, may mắn về nhà. Mong rằng quý bản mệnh sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời giàu có viên mãn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh 1975. Tháng 10 âm lịch mang theo không khí của sự thay đổi và những thử thách cho người tuổi Ất Mão. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy cuộc sống của bạn trong giai đoạn này không hề dễ dàng. Những áp lực từ công việc, cuộc sống và cả một mối quan hệ xung quanh đều khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây không phải là hoàn cảnh, mà là cách bạn đối diện với những khó khăn này mỗi khi bạn than phiền về số phận. Sức mạnh và niềm tin vào chính mình như một ngọn đèn nhỏ trước gió, nếu không cẩn trọng, bạn dễ dàng bị thổi tắt. Vì thế, thời điểm này là lời nhắc nhở quan trọng khuyến khích bạn tìm kiếm sức mạnh nội tại, chứ không chỉ dựa vào vận may hay sự giúp đỡ từ bên ngoài. Bạn chính là người quyết định cuộc sống của mình và cũng là người duy nhất có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Hãy nhớ rằng, sự độc lập là chìa khóa cho sự thành công trong thời điểm này. Dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, người tuổi Ất Mão cần phải học cách đứng vững trên đôi chân của mình. Mỗi hành động, mỗi quyết định trong thời gian này cần phải có kế hoạch và suy tính cẩn thận. Việc phó mặc cho số phận hoặc dựa dẫm vào người khác sẽ chỉ đem lại sự thất vọng và có thể làm lãng phí thời gian quý giá. Vì thế, hãy tự vạch ra con đường cho riêng mình, bước đi với sự mạnh mẽ và tự tin. Sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh trong thời điểm này là một lời cảnh báo không thể coi thường. Người tuổi Ất Mão cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe của mình. Những dấu hiệu nhỏ về sức khỏe không nên bị bỏ qua, bởi vì chỉ một chút chủ quan có thể dẫn đến những trì hoãn không đáng có, ảnh hưởng đến toàn bộ của cuộc sống. Thời gian này, hãy ưu tiên chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi hợp lý và tránh lao lực quá mức. Hãy luôn nhớ rằng, sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất để bạn có thể tiếp tục hành trình của mình. Một tin vui đáng chờ đợi là sự xuất hiện của tam hợp, mang lại những khoảnh khắc hạnh phúc cho cả người độc thân và những ai đã có đôi. Đối với người độc thân, thời điểm này có thể là thời điểm bạn gặp được người tâm đầu ý hợp, cảm thấy trái tim rung động một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc. Đối với những người đang trong mối quan hệ, đây là cơ hội để tình cảm của hai bạn được thăng hoa, thêm phần gắn kết,
Tuy nhiên, hãy tránh để bản thân trở nên quá đòi hỏi hay giận dỗi không lý do, vì điều đó có thể khiến người bên cạnh cảm thấy khó chịu và tạo ra những xung đột không cần thiết. Tháng 10 âm lịch không chỉ mang đến những thử thách, mà còn là cơ hội để người tuổi Ất Mão khẳng định bản thân thay vì loay hoay trong sự mệt mỏi và bất mãn. Hãy xem đây là thời gian để phát triển sức mạnh tinh thần độc lập và tự chủ hơn trong mọi quyết định của cuộc sống. Khi bạn học được cách kiên định với bản thân, cuộc sống sẽ dần trở nên nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Hãy luôn nhớ rằng, vận mệnh chỉ là một phần, điều quan trọng hơn chính là cách bạn tự mình bước đi trên con đường đó. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 10 âm lịch. Bước vào tháng 10 âm lịch, người tuổi Ất Mão sẽ đối mặt với một giai đoạn đầy thử thách trong sự nghiệp. Tỷ kiên xuất hiện như một rào cản, mang theo những khó khăn và trở ngại bất ngờ. Đó có thể là những tình huống không mong muốn, những dự án bị trì hoãn hay sự thiếu hỗ trợ từ những người xung quanh. Tuy nhiên, thay vì lo lắng hay cảm thấy bất mãn, thời điểm này khuyên bạn nên lùi lại một chút, tạm thời giữ khoảng cách với những trách nhiệm không cần thiết. Điều này không chỉ giúp bạn bảo vệ được nguồn năng lượng của mình, mà còn cho phép bạn tập trung vào những công việc thực sự quan trọng và phù hợp với bản thân. Trong giai đoạn này, khái niệm liều lĩnh không thực sự dành cho bạn dù có gặp khó khăn. Điều quan trọng là phải giữ một cái nhìn bình tĩnh và quan sát mọi thứ xung quanh. Sự khôn ngoan ẩn giấu trong những điều bình thường có thể sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua những thử thách. Hãy tận dụng thời gian này để học hỏi, thu thập thông tin và xây dựng nền tảng vững chắc cho các bước tiếp theo. Thời điểm này, Nguyệt lệnh Lâm Quan nhắc nhở bạn về sự vất vả không thể tránh khỏi trong công việc. Dường như bất cứ việc gì bạn bắt tay vào đều cần đến nỗ lực gấp đôi, thậm chí là gấp ba để hoàn thành. Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, bạn sẽ phải tự lực cánh sinh. Điều này có thể dễ dàng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi. Nhưng hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn lúc này mới là chìa khóa để thành công. Có những lúc bạn sẽ cảm thấy muốn than phiền nhưng hãy cẩn trọng. Cuộc sống của mỗi người đều có những khó khăn riêng và sự chán nản hay oán trách chỉ khiến bạn mất đi tinh thần chiến đấu. Hãy giữ vững lập trường, tập trung vào việc của mình và tiếp tục nỗ lực từng bước một. Thời điểm này không hề dễ dàng, nhưng chính những trở ngại mà tỷ kiên mang lại là bài học quý giá để bạn trở nên thận trọng và điềm tĩnh hơn. Đừng để những khó khăn trước mắt làm bạn chùn bước, bởi mọi thứ đang dần đi đúng hướng. Dù bạn có cảm thấy rằng hành trình này dài và gian nan nhưng mục tiêu không còn xa nữa, chỉ cần bạn kiên nhẫn và tiếp tục phấn đấu, ước mơ của bạn sẽ sớm trở thành hiện thực. Thành công không đến từ những bước nhảy giọt, mà từ những bước đi kiên định và bền bỉ. Hãy nhớ rằng, trở ngại chỉ là một phần của cuộc hành trình, giúp bạn trui rèn bản thân và chuẩn bị cho những thành quả lớn lao hơn trong tương lai. Cuối cùng, thời điểm này khuyên bạn hãy dành thời gian cho chính mình, tránh xa những trách nhiệm không cần thiết hay những áp lực từ bên ngoài. Khi bạn tập trung năng lượng vào những mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy con đường đúng đắn. Sự tập trung và kiên nhẫn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, giúp bạn vượt qua thời điểm này với sự thành công và trưởng thành trong sự nghiệp. Tháng 10 âm lịch sẽ là thời điểm để tuổi Ất Mão học cách giữ vững sự bình tĩnh, biết lùi bước đúng lúc và kiên nhẫn trước những thách thức. Bạn càng kiên định và cẩn trọng, con đường đến với thành công càng mở rộng trước mắt. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 10 âm lịch. Bước vào tháng 10 âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi Ất Mão có nhiều khởi sắc, mang lại những cơ hội đáng giá. Nhờ ngũ hành tương sinh, vũ trụ dường như đang mở ra trước mắt bạn một cánh cửa tươi sáng, nơi mà mọi công sức, nỗ lực của bạn bấy lâu nay đều được đền đáp xứng đáng. Không chỉ đơn thuần là sự gia tăng về mặt tiền bạc, mà còn là sự trưởng thành trong cách bạn quản lý và sử dụng tài chính của mình. Hãy nhớ rằng, tài lộc không đến một cách dễ dàng mà là thành quả của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Trong thời điểm này, nhiều người làm kinh doanh sẽ đặc biệt bận rộn. Bạn có thể cảm thấy như mình không có thời gian để chăm lo cho bản thân vì công việc và những cơ hội kiếm tiền liên tiếp ập đến. Nhưng đổi lại, số tiền bạn kiếm được cũng không hề nhỏ. Những khoản lợi nhuận đáng kể đang chờ đợi bạn, chỉ cần bạn biết nắm bắt thời cơ và tận dụng chúng một cách khéo léo. Không chỉ là những con số trong tài khoản,
Sự độc lập tài chính trong thời điểm này còn là bài học quý giá về việc tự mình đứng vững trên đôi chân khi bạn tự tay làm mọi việc. Không chỉ tiền bạc mà cả những kinh nghiệm quý báu cũng được đúc kết theo từng ngày. Điều đó càng làm bạn trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn trong việc điều khiển dòng chảy tài chính cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên, bát bạch nhập cung chính tây nhắc nhở bạn cần cẩn trọng trong chi tiêu. Tiền bạc đến dễ dàng nhưng cũng có thể trôi qua rất nhanh. Nếu không được quản lý khôn ngoan, hãy biết trân trọng sức lao động của mình bằng cách chi tiêu vào những thứ thực sự cần thiết. Việc mua sắm không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui lâu dài, nên tránh lãng phí và hãy để dành cho những khoản đầu tư giá trị hơn trong tương lai. Thời điểm này, cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện trước mắt như một lời mời gọi đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, việc bạn có thể nắm bắt được cơ hội đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết tâm và năng lực của bạn. Đừng nghĩ rằng ai cũng có cơ hội như nhau, bởi khả năng và tư duy tài chính sẽ quyết định kết quả. Người có tầm nhìn xa trông rộng sẽ biết cách tận dụng cơ hội này để khiến tiền đổ đầy túi, trong khi người thiếu kinh nghiệm có thể để dục mất. Lời khuyên dành cho bạn trong thời điểm này là hãy dành thời gian để suy ngẫm, phân tích kỹ lưỡng từng cơ hội đến. Đừng vội vàng lao vào bất kỳ dự án nào mà không có sự tính toán. Thay vào đó, hãy chọn những kế hoạch thật sự phù hợp với năng lực và tầm nhìn của mình. Trong thời điểm này, tài lộc đối với tuổi Ất Mão không chỉ là những con số trên giấy tờ, mà còn là sự trải nghiệm và trưởng thành qua từng thử thách. Hãy biết trân trọng từng giây phút bạn đã bỏ ra để kiếm tiền và sử dụng nó một cách khôn ngoan. Tiền bạc có thể đến rồi đi, nhưng kinh nghiệm và sự tự tin sẽ luôn ở lại, giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp và tài chính của mình. Nhớ rằng, tài lộc không chỉ là số lượng mà còn là chất lượng trong cách bạn sử dụng nó. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh 1975, trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão mang theo những lời cảnh báo quan trọng về sức khỏe, nhất là khi Bạch Hổ hung tinh xuất hiện. Đây là dấu hiệu nhắc nhở mạnh mẽ rằng, nếu bạn không quan tâm đến sức khỏe của mình, những hệ lụy có thể ập đến bất ngờ gây ra nhiều phiền toái không đáng có. Bạch Hổ mang điềm báo về tai họa, vì vậy, bạn phải cực kỳ thận trọng trong mọi hoạt động, đặc biệt là khi di chuyển hay tham gia giao thông. Thời điểm này, bất kỳ sự lơ là nào trong lúc di chuyển cũng có thể gây ra những sự cố đáng tiếc. Điềm hung từ Bạch Hổ không phải để làm bạn lo lắng, mà để nhắc nhở bạn biết tự bảo vệ mình tốt hơn khi tham gia giao thông. Hãy tránh tuyệt đối những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu hay lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Đặc biệt, không nên sử dụng rượu bia khi bạn đang là người cầm lái, bởi một phút thiếu kiềm chế có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng mà không ai mong muốn. Sự an toàn của bạn và những người xung quanh là điều vô cùng quý giá. Hãy nhớ điều này để luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Không chỉ về vấn đề đi lại, thời điểm này còn là thời điểm mà sức khỏe thể chất của bạn cần được chú ý nhiều hơn. Nếu bấy lâu nay bạn quá bận rộn mà quên đi việc tập thể dục, đây là lúc thích hợp để dành thời gian cho việc chăm sóc cơ thể. Những dấu hiệu mệt mỏi, uể oải có thể dần xuất hiện nếu bạn không có chế độ vận động hợp lý. Thể dục không chỉ giúp bạn cải thiện thể lực, mà còn là cách để giải tỏa căng thẳng, tái tạo năng lượng cho cuộc sống. Tuy nhiên, đừng quá tham lam trong việc tập luyện. Tập thể dục là tốt nhưng mọi thứ đều phải có chừng mực. Tham gia thể thao quá mức có thể gây tổn hại cho cơ thể, nhất là khi bạn cố gắng vượt quá giới hạn của mình. Sự cân bằng trong việc luyện tập mới thực sự mang lại sức khỏe bền vững. Bạn không cần phải dồn hết năng lượng vào một vài lần tập luyện cật lực, mà thay vào đó, hãy tập trung vào việc duy trì một chế độ luyện tập đều đặn và vừa phải. Chỉ khi bạn chăm sóc cơ thể đúng cách và biết lắng nghe nó, sức khỏe mới thực sự là nguồn năng lượng lâu dài giúp bạn vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống. Ngoài ra, thời điểm này cũng là thời điểm bạn cần chăm lo cả về tinh thần. Sức khỏe không chỉ là thể chất, mà còn là sự cân bằng giữa tâm trí và cơ thể. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, áp lực trong công việc hay cuộc sống, hãy tìm đến những cách để giải tỏa, thiền định, yoga hay đơn giản chỉ là dành thời gian để thư giãn và suy ngẫm cũng là những phương pháp hữu hiệu giúp bạn lấy lại sự bình tĩnh và sáng suốt. Tháng 10 âm lịch này, với sự hiện diện của hung tinh Bạch Hổ, hãy xem đây là cơ hội để bạn tái định hình thói quen sinh hoạt của mình. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên đi sức khỏe. Hãy biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và bản thân, giữa công việc và nghỉ ngơi. Mọi thành công trong cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu sức khỏe của bạn không được bảo vệ đúng cách. Vì thế, hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân, từ việc ăn uống đúng giờ, luyện tập đều đặn đến việc giữ tinh thần thoải mái,
Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất, và chỉ khi bạn trân trọng nó, bạn mới có thể tiến xa hơn trên hành trình cuộc đời. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch sẽ mang đến cho người tuổi Ất Mão một làn gió mới trong chuyện tình cảm, mở ra những cơ hội đặc biệt và những khoảnh khắc ngọt ngào đối với bạn. Đây là thời điểm vàng để vun đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với người thương. Tam hợp một dấu hiệu cát lành xuất hiện trong vận trình tình cảm của bạn trong thời điểm này, như một món quà từ vũ trụ giúp hai bạn tìm thấy tiếng nói chung, đồng lòng, cùng vượt qua những thử thách của cuộc sống. Tuổi Ất Mão thời điểm này được khuyến khích không chỉ là một người yêu dịu dàng mà còn là một cá nhân tự tin, sẵn sàng thể hiện bản sắc riêng, đừng ngần ngại trở nên chủ động hơn trong cách tiếp cận tình yêu. Tam hợp mang lại cho bạn sức mạnh để mạnh dạn thể hiện bản thân, điều này sẽ giúp bạn và người ấy càng hiểu nhau sâu sắc hơn. Sự chủ động không chỉ giúp mối quan hệ thăng hoa, mà còn tạo ra sự kết nối bền chặt giữa hai người. Khi bạn đủ dũng cảm để mở lòng, đối phương sẽ cảm nhận được sự chân thành và sẵn sàng đáp lại bằng tình cảm nồng nàn. Tam hợp không chỉ đại diện cho sự kết nối, mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa trái tim và tâm hồn. Đây là thời điểm tuyệt vời để cả hai cùng nhìn về một hướng, hỗ trợ lẫn nhau và tận dụng điểm mạnh của mỗi người để bù đắp cho những yếu điểm còn tồn tại. Nếu như trước đây bạn cảm thấy mình đơn độc trong hành trình cuộc sống, thì thời điểm này, tình yêu sẽ là nguồn động lực to lớn, không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn mà còn đem lại cho bạn sự bình an, niềm vui và hạnh phúc. Dù bạn đã cố gắng tự mình vươn lên, nhưng chính tình yêu đích thực sẽ là điểm tựa, là cánh cửa mở ra những điều bất ngờ mà có lẽ bạn chưa từng nhận ra rằng mình cần. Đừng ngại dựa vào người thương, bởi tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn, mà còn là hành trình của sự hỗ trợ, cảm thông và sẽ chia hai trái tim hòa là một, cùng nhau đối diện với mọi thử thách. Đối với những người độc thân, tháng 10 âm lịch là khoảng thời gian đầy hứa hẹn. Bạn sẽ nhận được nhiều lời mời hẹn hò từ những mối quan hệ mới mẻ cho đến những người bạn đã để mắt từ lâu. Không khí của tam hợp cũng giúp bạn dễ dàng hơn trong việc mở lòng đón nhận những cơ hội mới. Đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn, bởi trong những cuộc gặp gỡ đó, có thể có một người đang chờ đợi để trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc sống của bạn. Sự xuất hiện của những mối nhân duyên tiềm năng sẽ đem lại cho bạn nhiều lựa chọn, nhưng quan trọng hơn cả là lắng nghe trái tim mình. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều to lớn mà ở những cử chỉ nhỏ nhặt, chân thành mà đối phương dành cho bạn. Hãy tin rằng, tình yêu sẽ đến khi bạn sẵn sàng đón nhận và khi bạn thực sự tìm thấy giá trị của bản thân trong mối quan hệ thời điểm này. Vận trình tình cảm của bạn được sao cát lành chiếu sáng, vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để vun đắp cho mối quan hệ của mình. Tình yêu cần sự kiên nhẫn, sự chân thành và cả lòng bao dung. Đừng vội vã, cũng đừng áp lực. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên như dòng nước trôi nhẹ nhàng. Tình yêu của bạn sẽ trở nên sâu sắc và bền chặt hơn. Với những người đã có đôi, hãy nhớ rằng tình yêu đích thực là khi hai người cùng hợp sức để vượt qua sóng gió, chứ không phải chỉ là những lời hứa hẹn ngọt ngào. Sự hỗ trợ và cảm thông từ đối phương sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp bạn vững tin hơn trong cuộc sống. Còn với những trái tim cô đơn, hãy mở rộng lòng mình, đừng để nỗi sợ thất bại ngăn cản bạn tìm kiếm hạnh phúc. Tình yêu sẽ đến nhưng chỉ khi bạn sẵn sàng bước ra và đón nhận nó. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh 1975. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch. Trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch bắt đầu với một số chuyển biến mới mẻ nhưng đầy thử thách đối với tuổi Ất Mão, nguyệt lệnh lâm quan ảnh hưởng mạnh mẽ đến công việc, yêu cầu bạn phải dành nhiều thời gian hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Khả năng cao bạn sẽ phải đối mặt với những nhiệm vụ không mong đợi hoặc những vấn đề cần giải quyết ngay lập tức. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy áp lực, hãy nhìn nhận đây là cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân. Về tài chính, trong tuần này có dấu hiệu khởi sắc, ngũ hành tương sinh mang lại những cơ hội đầu tư hoặc nguồn thu nhập bất ngờ. Tuy nhiên, bạn nên giữ một thái độ thận trọng và không nên quá mạo hiểm. Bát Bạch nhập cung chính Tây tạo cơ hội lớn trong việc kiếm tiền, nhưng cũng nhắc nhở bạn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào liên quan đến tài chính.
Sức khỏe là yếu tố cần chú ý trong tuần này. Bạch hổ hung tinh đang rình rập, đặc biệt là trong việc di chuyển. Bạn cần cẩn trọng khi tham gia giao thông. Nếu có thể, hãy giảm thiểu việc đi lại xa để tránh những rủi ro không mong muốn. Đặc biệt, tránh việc thức khuya và làm việc quá sức. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể của bạn. Tình duyên trong tuần đầu tháng cũng có dấu hiệu thuận lợi nhờ vào sự xuất hiện của tam hợp. Những ai đang trong mối quan hệ sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn và hiểu nhau hơn. Người độc thân có thể nhận được lời mời gặp gỡ, hẹn hò. Hãy mở lòng đón nhận nhé. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Sang tuần thứ 2, công việc của tuổi Ất Mão có phần ổn định hơn, nhưng bạn vẫn phải đối mặt với những khó khăn tiềm ẩn, ỷ kiên khiến bạn dễ gặp trở ngại trong các mối quan hệ đồng nghiệp hoặc đối tác. Có những lúc, bạn cảm thấy như mình đang bị cô lập hoặc không nhận được sự hỗ trợ mong đợi. Đây là thời điểm mà bạn cần học cách độc lập và tin tưởng vào khả năng của chính mình. Tử vi nhắc nhở bạn hãy cố gắng giữ vững lập trường, không nên quá phụ thuộc vào người khác trong việc giải quyết công việc. Về tài lộc, bạn có thể phải chi tiêu nhiều hơn trong tuần này cho những nhu cầu cá nhân hoặc gia đình. Mặc dù nguồn thu vẫn ổn định nhưng không tránh khỏi những khoản chi không mong đợi. Điều quan trọng là bạn cần quản lý tài chính một cách hợp lý, tránh lãng phí. Trong chuyện tình yêu, các cặp đôi có thể gặp một số hiểu lầm nhỏ do thiếu sự chia sẻ và lắng nghe lẫn nhau. Đây là thời điểm để bạn thể hiện sự quan tâm đến đối phương và cố gắng cải thiện mối quan hệ. Người độc thân có thể gặp một người thú vị qua các sự kiện xã hội hoặc những cuộc gặp gỡ bạn bè. Đừng ngại thể hiện cảm xúc của mình. Đôi khi, sự chủ động sẽ mang lại cho bạn những cơ hội tuyệt vời. Về sức khỏe, hãy chú ý đến cơ thể mình. Đừng để áp lực công việc làm bạn kiệt sức. Nếu có thể, hãy dành thời gian để thư giãn, tập thể dục nhẹ nhàng hoặc tham gia các hoạt động giúp bạn tái tạo năng lượng. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975, tức từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch là thời điểm mà vận may bắt đầu đến gần hơn với bạn. Tam hợp tiếp tục mang đến những hỗ trợ về tinh thần trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong công việc và tình duyên. Bạch hổ cũng không còn tác động quá tiêu cực đến sức khỏe của bạn, miễn là bạn biết cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Nếu bạn đang dự định thực hiện một kế hoạch lớn hay thay đổi phương pháp làm việc, đây là tuần lý tưởng để bắt đầu. Nguyệt lệnh lâm quang mang đến cơ hội để bạn khẳng định bản thân, chứng tỏ năng lực và đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, không nên nóng vội, mọi thứ đều cần sự cẩn thận và chu đáo để đảm bảo thành công bền vững. Tài lộc trong tuần này có xu hướng gia tăng, đặc biệt với những người làm kinh doanh. Bát Bạch nhập cung chính Tây tiếp tục mang lại những cơ hội kiếm tiền. Nếu bạn đủ nhanh nhạy, bạn có thể nắm bắt và tạo ra sự đột phá. Tuy nhiên, hãy tránh xa những khoản đầu tư rủi ro cao, vì dù vận may đang đến nhưng không phải cơ hội nào cũng phù hợp với bạn. Về tình duyên, các cặp đôi có thể trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào, thấu hiểu lẫn nhau. Nếu trước đây có xảy ra mâu thuẫn, tuần này là thời điểm tốt để hai người hàn gắn và xây dựng lại niềm tin. Đối với những người độc thân, bạn có thể sẽ gặp được một người đặc biệt qua các cuộc hẹn hò, sự kiện xã hội. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975, tức từ ngày 24 đến hết tháng 10 âm lịch. Tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch, tuổi Ất Mão sẽ cảm nhận rõ rệt hơn sự thay đổi tích cực trong mọi mặt của cuộc sống. Tam hợp vẫn giữ vững ảnh hưởng, giúp bạn có thêm nhiều động lực và sức mạnh tinh thần để vượt qua những khó khăn. Cuối tháng, tỷ kiên vẫn có thể tạo ra một vài thách thức, đặc biệt là trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn và bình tĩnh, mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Trong công việc, bạn có thể sẽ phải đối diện với một số áp lực từ cấp trên hoặc đồng nghiệp, nhưng hãy nhớ rằng khó khăn chỉ là tạm thời. Quan trọng là bạn cần giữ được tinh thần tích cực và không ngừng cố gắng, sự bền bỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tài chính của bạn trong tuần cuối tháng có thể tăng trưởng mạnh mẽ, đây là lúc mà những nỗ lực trước đây bắt đầu đem lại kết quả. Bát Bạch nhập cung chính Tây mang đến cơ hội kiếm tiền, nếu biết nắm bắt và quản lý tài chính tốt, bạn có thể tạo ra những khoản lợi nhuận lớn. Về sức khỏe,
Hãy tiếp tục duy trì chế độ luyện tập và nghỉ ngơi hợp lý. Bạch Hổ vẫn nhắc nhở bạn không nên chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể. Hãy chú ý hơn đến chế độ ăn uống và ngủ nghỉ để đảm bảo sức khỏe tổng thể tốt nhất. Về chuyện tình duyên của bạn, trong tuần cuối tháng sẽ khá ổn định. Các cặp đôi sẽ có thời gian để chia sẻ, hiểu nhau nhiều hơn và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Người độc thân hãy giữ tinh thần thoải mái và sẵn sàng cho những điều tốt đẹp sắp đến. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp nhiều lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Ất Mão sinh 1975 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Ất Mão với tuổi Tý. Trong kinh doanh thì tuổi Ất Mão và tuổi Tý sẽ hợp tác vô cùng ăn ý và đem đến nhiều thành công. Nếu có tranh cãi xảy ra thì tuổi Tý luôn là người bắt đầu trước, vì tuổi Ất Mão rất nhã nhặn và nhường nhịn tuổi Tý. Hiểu rõ tính tình, vai trò và tầm quan trọng của tuổi Ất Mão, nên tuổi Tý không bao giờ làm gì để vượt qua giới hạn, thế nên quan hệ đối tác cộng sự rất bền vững và lâu dài. Tuy nhiên, không phải vậy mà tuổi Tý tỏ ra không biết điều. Tuổi Tý hiểu được vai trò quan trọng của tuổi Ất Mão trong các mối quan hệ làm ăn. Tuổi Ất Mão với tuổi Sửu. Tuổi Sửu là động lực cho người tuổi Ất Mão tiến lên phía trước, chinh phục mọi thử thách trong cuộc sống. Ngược lại, tuổi Ất Mão mang một luồng gió mới mẻ, thú vị vào trong cuộc đời bình lặng của tuổi Sửu. Họ giúp đỡ nhau trong công việc và cùng nhau phấn đấu, nỗ lực để đạt được thành công. Tuổi Ất Mão với tuổi Dần. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Ất Mão vốn khá nhút nhát, sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Dần, sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. Tuổi Ất Mão với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, hai người tuổi Mão kết hợp khá ăn ý với nhau. Văn phòng nơi họ làm việc cùng nhau sẽ được trang trí mang tính nghệ thuật, giống một ngôi nhà hơn là cơ quan. Họ sẽ mang không khí nghệ thuật đến nơi làm việc hơn là sắp xếp mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là hai tuổi Mão phải cùng đảm bảo được lợi ích kinh doanh, cẩn thận tính toán đến các yếu tố kinh doanh và tài chính. Nếu tự bản thân không đảm nhiệm được điều đó, thì rất cần đến những người tin cậy đảm nhiệm thay mình. Tuổi Ất Mão với tuổi Thìn. Hai tuổi này hợp tác vô cùng tốt. Người tuổi Ất Mão chịu trách nhiệm thực hiện, còn người tuổi Thìn sẽ là người đưa ra quyết định cũng như đảm nhận vai trò người đưa ra ý tưởng. Tuổi Ất Mão với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau. Tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò làm người lãnh đạo. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ nhờ giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng. Trong khi đó, tuổi Ất Mão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của hai người, đồng thời đảm nhiệm các việc liên quan đến tài chính. Tuổi Ất Mão với tuổi Ngọ. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Ất Mão và tuổi Ngọ cần một bên thứ ba để giúp cho mối quan hệ của hai người êm đẹp. Tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ và lập kế hoạch tốt, nhưng rất dễ nản và bỏ cuộc. Còn tuổi Ất Mão hay áp dụng ý kiến chủ quan vào công việc kinh doanh. Hơn nữa, kỹ năng về tài chính và các vấn đề khác chưa đủ vững, bởi vậy rất cần một nhân vật thứ ba nào đó xuất hiện để cùng hỗ trợ hai người. Tuổi Ất Mão với tuổi Mùi. Hợp tác thực sự thành công, người tuổi Ất Mão có khả năng khiến người tuổi Mùi tập trung công tác, mà người tuổi Ất Mão lại trí tuệ sâu sắc, có những cái nhìn đúng đắn, đưa ra sự lựa chọn tốt nhất, bởi vậy sự nghiệp đi lên rất nhanh chóng. Tuổi Ất Mão với tuổi Thân. Tuổi Ất Mão nhút nhát, không thích những nơi tấp nập, đông người, trái ngược hoàn toàn với tính cách của người tuổi Thân. Bởi vậy, cặp đôi này muốn hòa hợp lâu dài thực sự là điều rất khó. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, tuổi Ất Mão và tuổi Thân cần phải hết sức thận trọng, lắng nghe ý kiến của nhau thì công việc mới có thể diễn ra thuận lợi. Tuổi Ất Mão với tuổi Dậu. Trong kinh doanh, tuổi Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Ất Mão, vì người tuổi Dậu cho rằng người tuổi Ất Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Dậu sẽ là người chủ động việc công việc tại cơ quan, còn tuổi Mão thì khá thụ động và đi chệch những mong muốn của tuổi Dậu. Tuổi Ất Mão với tuổi Tuất. Rất thích hợp để hợp tác,
người tuổi Ất Mão sẽ có cơ hội để phát huy trí thông minh. Người tuổi Tuất lại rất trung thành và tận tâm, bởi vậy nếu hợp tác thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. Tuổi Ất Mão với tuổi Hợi, mối quan hệ hợp tác khá tốt. Người tuổi Hợi có tài vận tương đối tốt, mà người tuổi Ất Mão lại khá khôn khéo. Nếu sát cánh bên nhau thì sẽ thành công rực rỡ. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.